và chúng ta có cái phần transcript cho cái bài nghe này ở bên phải màn hình như các bạn cũng đã thấy đây và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích xem là tại sao chúng ta lại có những cái kết quả như chúng ta đang thấy ở trên màn hình nhá thì đầu tiên người ta nói là gì hello everyone today we are going to look at another natural food product and that maple syrup đây là một cái câu mà người ta đã giới thiệu xin chào tất cả mọi người ngày hôm nay chúng ta sẽ uh, đi xem xét một cái sản phẩm thức ăn đến từ tự nhiên và cái đó là cái maple syrup cái siro syru, maple syrup lá phong này so what is this exactly vậy chính xác nó là cái gì um, maple syrup uh, syrup lá phong nó trông trông khá là giống mật ong này nhưng mà không được tạo ra bởi những con ong mà nó được sản xuất từ một cái chất lỏng của một cái loài cây một loại thực vật hoặc người ta gọi là sap trong cái maple tree là trong cây phong này và nhờ cái điều đấy mà nó làm cho cái sản phẩm này nó trở thành một cái sản phẩm rất là tự nhiên, a very natural product. Maple syrup thì nó khá là dày, a thick nè, và golden, golden có nghĩa là vàng nè, nó có nghĩa là sao nó, cái cái texture của nó, cái kết cấu của nó là, là dày nè, và nó vàng nè. Nó vàng giống như vàng và nó có một cái vị ngọt, nó nó có thể được đựng ở trong Bottles là những cái chai hoặc là những cái jars là những cái hũ, hũ cái loại và nó có thể được dùng để pour to food để để cho lên thức ăn giống như là waffle là cái bánh waffle các bạn biết không nó là một cái loại bánh ngọt hoặc là ice cream là kem hoặc là được sử dụng ở trong việc baking là trong việc nướng bánh và pastry pastry nó chính là những cái bánh ngọt Pastry ở đây nó chính là cái bánh ngọt. Ví dụ như bánh croissant, bánh sừng bò đến từ Pháp thì người ta gọi chung nó là pastry. Nói chung chung nó là bánh ngọt. It contains no preservatives. À, Preservative nó là những cái chất bảo quản. Preserve là bảo tồn, bảo quản đúng không? Thế thì mình có là preservatives nó là chất bảo quản này. Và added ingredients hoặc là những cái sản phẩm phụ phẩm mà được thêm vào và nó provides a healthy alternative to refined sugar nó cung cấp một cái lựa chọn thay thế rất là healthy rất là tốt cho sức khỏe thay vì refined sugar là thay vì đường tinh luyện thì như các bạn có thể thấy ở đây gần như là cái dòng đầu tiên người ta đã có cái câu là what is this exactly chính xác thì nó là cái gì thì câu này thật ra người ta đã paraphrase lại bằng cái câu what is maple syrup đúng không? tại vì ở đầu tiên là người ta đã nhắc đến về maple syrup rồi và sau đấy người ta nói là what is this exactly chính xác thì nó là cái gì thì cái câu này nó thể hiện là cái đoạn tiếp theo của chúng ta này họ sẽ nói về những cái đặc điểm của maple syrup nó cách khác là nó sẽ là một cái introduction, một cái phần giới thiệu về maple syrup nó chính là cái gì thì nó sẽ bao gồm tất cả những cái điều này. vì vậy khi mà mình nghe tới what is the exactly thì mình đang phải hiểu là người ta đang nói về cái này rồi được chưa? thì tiếp theo người ta nói là cái gì? người ta nói là maple syrup like clear honey này, it not may be produced from plant food or sap. người ta đề cập tới sap ở đây này, người ta uh, đề cập tới cái sap này và cái sap này nó là cái ở trong cái maple tree that makes maple syrup a very natural product thì thật ra cái đoạn câu này nó chính là cái đoạn này được chưa nó chính là cái đoạn này này made from the sap of the maple tree người ta viết ngón gọn lại như thế này thôi và tiếp theo người ta nói là cái gì người ta nói là maple syrup is a thick golden a sweet, steaming liquid that can be brought cho tới cái đoạn pastry này thì như các bạn có thể thấy ở đây là người ta không đề cập hẳn là tới color có nghĩa là người ta sẽ không nói thẳng ra luôn là cái color của cái maple syrup nó là golden mà người ta sẽ nói luôn là maple syrup is a thick and golden cho nên chúng ta phải catch luôn được cái từ golden này và chúng ta điền vào đây đó tại vì sao tại vì ở đây người ta nói là color described as golden và ở đây người ta nói là maple syrup thì nó là uh, một cái chất lỏng mà nó dày này và nó uh, có màu vàng này. thì mình phải hiểu cái đáp án cho câu hỏi số 31 chính là golden. Câu 31 này là một câu khó cho nên là nếu các bạn không catch được thì nó cũng là điều bình thường thôi. Alright, chúng ta sẽ tới phần tiếp theo. Người ta nói là gì? Người ta nói là nó sẽ được cho vào thức ăn này, ví dụ như waffle hay là ice cream, dùng trong nướng bánh hoặc là dùng trong uh, chi... hoặc là dùng trong các loại đồ ngọt này thì nó đồng nghĩa với cụ added to food or use in cooking, được chưa? Vậy khi mà người ta nói tới cái này thì mình phải hiểu đó là cái câu tiếp theo, câu số 32 sẽ là cái đoạn ở đằng sau này trở xuống. Một là nó nằm ở câu cuối, hai là nó nằm ở câu cuối và cả cái đoạn này. Thế thì mình đọc tiếp thì mình thấy này it contain no preservatives or added ingredients and it provide a healthy alternative to refined sugar. Các bạn đọc câu này thì các bạn có thể thấy là người ta có cái hàm ý đó là người ta so sánh nó với refined sugar, người ta so sánh nó với đường tinh luyện và người ta nói nó là một cái thứ tốt hơn so với đường tinh luyện, được chưa? Alternative có nghĩa là sự thay thế, sự thay thế nghĩa là sao? Thay thế thì có nghĩa là có thể so sánh được với, được chưa? Bởi vì cái này có thể so sánh được với cái kia cho nên là nó có thể so sánh nó có thể thay thế được nhau được chưa và cái đáp án của co, câu hỏi số 32 của chúng ta ở đây chính là healthy nó thì có lợi cho sức khỏe hơn là so với refined sugar là so với đường tinh luyện. Vậy thì các bạn có thể thấy là đối với những cái câu từ câu 31 tới câu 34 thì người ta sẽ nói theo cái thứ tự từ từ trái sang phải có nghĩa là người ta sẽ nói ý này trước sau đó tới ý này sau đó tới ý này và tới ý này đây cũng là một cái điều khá là tricky của cái đề này thôi của cái đề này thôi chứ những đề bình thường thì người ta sẽ theo kiểu gọi là hết một ý người ta sẽ xuống dòng xuống dòng xuống dòng như thế thì sau khi mà chúng ta trả lời được câu hỏi số 31 và 32 thì chúng ta sẽ biết được là cái order của người ta đang nói là như thế nào tiếp theo chúng ta có cái đoạn tiếp theo là let's just talk a bit about the maples Tree Excel Hãy nói một chút về cái cây lá phong này Cái mà uh, là cái nguồn gốc của cái siro lá phong Thì người ta có đề cập tới The Maple Tree Và người ta sẽ nói về cái Maple Tree Cho nên là đây là cái 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 tín hiệu cho chúng ta biết đó là Người ta sẽ bắt đầu từ cái đoạn này The Maple Tree, được chưa? Thì chúng ta hãy cùng xem xem là người ta sẽ nói về cái gì ở cái đoạn này nhé So there are many species of the Maple Tree, được chưa? Có rất là nhiều loại của Maple Tree Thì nó chính là cái ý này và tiếp theo người ta sẽ nói được cái ý này, người ta nói là gì nè They will grow without fertilizer in areas where there is plenty of moisture in the soil um, Người ta nói là gì, nó sẽ được, nó sẽ phát triển ở cái without fertilizer Có nghĩa là không cần phân bón này Ở những cái vùng mà, ở cái vùng đấy thì có plenty of moisture in the soil Có nhiều độ ẩm ở trong đất Thì ý là sao, ý người ta nói đó là nó không cần phải có fertilizer, không cần phải có phân bón này. Và nó cần đất ẩm để mà nó có thể phát triển. Thì nó chính là cái paraphrase của cái câu này. moist uh, soil uh, cần đất ẩm này. Và không cần fertilizer as well. À, người ta chỉ biết ngắn gọn lại thôi. Chứ thật ra nó chính là cả cái đoạn này. Được chưa? However, tuy nhiên này. Dale uh, they, they only do this. Do this ở đây nó có nghĩa là có nghĩa là phát triển ở đây là được chưa? Chúng ta phải hiểu người ta nói là tuy nhiên nó chỉ có thể làm được điều này. Có nghĩa là điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là phát triển. Nếu một cái criterion, criterion là một cái điều kiện, là một cái điều kiện quan trọng khác thì được fulfilled, Fulfilled có nghĩa là được thỏa mãn. À, và cái điều đấy là gì? Cái điều đấy là they must have full or partial sun exposure. Exposure là, có là cái sự phơi ra. Sun có nghĩa là mặt trời, được chưa? Vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó phải được có được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời tiếp xúc như thế nào một là tiếp xúc phô có nghĩa là chiếu sáng cả ngày hai là một phần nào đấy của cả ngày được chưa vậy cái đoạn này nó đồng nghĩa với gì nó đồng nghĩa với nice sunny days nó đồng nghĩa với nice sunny days Vậy tiếp theo người ta sẽ nói về cái gì các bạn có biết không người ta sẽ nói về cool nights nè vậy để xem là người ta có nói thế không nhá during the day during the day có nghĩa là nice sunny day, sunny days được chưa và very cool nights and i'll talk more about that in a minute và very cool night và những cái đêm rất là mát mẻ và tôi sẽ nói về điều này một chút nữa thì cả cái cụm này cả cái cụm đằng sau này người ta paraphrase nó lại thành cool nights tiếp theo người ta nói là there are only certain parts of the world that provide od conditions chỉ có một vài những cái nơi ở trên thế giới thì nó nó có thể thỏa mãn hết tất cả những cái điều kiện này thì nó chính là gì bad growing conditions nè ở một là ở Canada nè được chưa à, và khi mà tôi nói đến Canada thì tôi tôi Ý của tôi là tất cả mọi mọi vùng ở trên Canada và cái phần thứ hai của thế giới đó chính là những cái bang ở đâu vùng đông bắc của nước Mỹ. Được chưa? Thì chúng ta thật thể thấy là người ta đã nhắc tới growing conditions nè. Tôi chưa người ta nói là Canada Canada và North America nè. Thì cái câu hỏi số 33 nó nằm ở đâu đó xung quanh cái đoạn này. Thì các bạn có thể thấy à, tiếp theo người ta nói là gì? Ở những cái vùng này, ở những cái vùng này có nghĩa là vùng Canada và North America nè. The climate suits the trees perfectly. Cái khí hậu thì nó phù hợp với cái cây những cái cây phong này một cách rất là hoàn hảo về cái đáp án cho câu hỏi số 33 của chúng ta là climate. Tại sao? Tại vì người ta nói ở đây đó là ở Canada này và ở North America này có hai thứ nó làm cho những cái cây phong này nó có thể lớn. Một là những cái những cái điều kiện mà người ta đã nói ở đây là những cái điều kiện ví dụ như là à, ngày thì phải nắng này và đêm thì phải mát nè đó và đất thì phải ẩm này. Và cái điểm thứ hai đó chính là cái khí hậu nó phù hợp một cách hoàn hảo thì cái đáp án cho câu hỏi số 33 của chúng ta nó chính là climate. Cả cái đoạn này người ta sẽ paraphrase lại thành câu hỏi số 13, 33, của chúng ta. Và tiếp theo người ta nói là in fact. Khi mà người ta nói in fact có nghĩa là người ta sẽ cung cấp một vài số liệu hoặc là người ta sẽ đưa ra thêm sự thật về một cái gì đấy người ta nói ở đằng trước. Thì ở đây người ta nói là gì? Canada produces over two thirds of the world's maple syrup. Có nghĩa là Canada người ta sản xuất ra hơn 2 phần 3 của tổng sản lượng siro lá phong của thế giới nè, đúng không? Which is why the five-point five maple leaf, đấy là lý do vì sao mà cái uh, lá phong mà có 5 điểm, cái lá phong 5 điểm nói chung là cái hình cái lá phong ấy, thì nó là một cái symbol, đúng chưa? Nó là một cái symbol của Canada, nó là một cái biểu tượng của Canada và nó đã xuất hiện ở trên cái lá cờ của đất nước này từ năm 1964. Đó, thì nó chính là cái ý này là maple leaf has been on the Canadian flag since 19, 1964, được chưa? Và cái đoạn tiếp theo người ta nói là về cái gì? So how did maple syrup production begin? Maple, maple syrup production có nghĩa là cái sự sản xuất của siro lá phong này. Begin có nghĩa là bắt đầu. Vậy người ta nói ở đây là gì? Vậy là cái 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 việc sản xuất siro lá phong nó đã được bắt đầu như thế nào? Thì mình phải hiểu là người ta đang nói về cái đoạn early maple sugar producer này rồi được chưa? Tiếp theo họ nói là long before European. Rất lâu trước khi những cái người châu Âu họ họ settle in, họ đến, họ sống. Ừ, những cái phần này của thế giới những phần này của thế giới nó chính là Canada nè và nó America nè thì the indigenous the indigenous nó cũng là native native nó có nghĩa là người bản xứ đúng không? Communities có nghĩa là những cộng đồng thì những cái cộng đồng bản xứ này họ đã trước đấy là họ đã bắt đầu sản xuất um, maple sugar. Có nghĩa là tại thời điểm đấy thì họ chưa sản xuất ra siro mà họ chỉ sản xuất ra đường, đường lá phong thôi. They bore holes in the trunks of the maple tree. Họ đào những cái lỗ, họ khoan những cái lỗ ở trong cái thân của cái cây maple tree nè Thì đây nó chính là cái ý đầu tiên của chúng ta maple holes in the tree trunks được chưa người ta viết y luôn và sau đấy họ use containers made of tree bark to collect the liquid sap as it's poured out và họ sử dụng những cái vật chứa nè được làm từ cái thân cây nè để mà có thể thu nhặt thu lượm được những cái chất sáp chất sáp lỏng khi mà những cái chất sáp lỏng này nó chảy ra pour có nghĩa là nó chảy đúng không thì pour out có nghĩa là nó chảy ra thì nó chính là cái này use tree bark to make container for collection họ sử dụng những cái container những cái vật chứa được làm từ 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 thân cây để mà chứa cái chất sáp đấy thì ở đây người ta viết lại là họ sử dụng những cái họ sử dụng thân cây để mà tạo nên những cái những cái vật chứa cho cái việc uh, collection collection có nghĩa là thu nhặt thu lượm thì thay vì ở đây người ta nói collect như ở trong bài đúng không? Người ta sử dụng động từ ở trong trong cái bài nghe thì người ta viết thành collection. Và Các bạn có thể thấy là người ta sử dụng ngôn ngữ nó rất là flexible, nó rất là chuyển Nếu mà chúng ta không biết được các từ đồng nghĩa này hoặc là các từ loại của nhau ấy thì rất là khó để mà chúng ta có thể hiểu được cái ý người ta đang nói gì. Cho nên là cái việc phân tích cái transcript và xem cái cách mà người ta sử dụng từ ngữ cũng như là cái cách người ta paraphrase một cái cụm ấy nó rất là quan trọng. Cái điều này các bạn cần phải nhớ. Vậy là khi người ta đã nói tới cái ý này thì chúng ta cần phải hiểu đó là người ta sẽ bắt đầu nói về cái 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 ý ở câu số 34 này đúng không? thì ở đây người ta nói gì? bởi vì họ thì không thể be unable to có nghĩa không thể làm gì đấy, họ không có khả năng làm gì đấy, bởi vì họ không thể keep the liquid có nghĩa là giữ cái chất lỏng này um, trong một thời gian dài này, đúng không? They didn't have storage facility facility nó là những cái công cụ nó là những cái ví dụ như là tủ lạnh hoặc là máy giặt thì người ta gọi chung chung nó là facility, nó tóm lại là cái câu này ý của người ta nói là tại cái thời điểm đấy người ta không có những cái dụng cụ và không có những cái máy móc để mà storage để mà có thể chứa được những cái cái sản phẩm liquid này ở cái thời điểm đó in those days nào thì họ làm gì họ boil the liquid họ đun đun cái chất lỏng đấy đúng không và họ đun cái chất lỏng đồng đấy bởi bằng bằng cách nào thì ở đây người ta nói là by placing pieces of rock đúng chưa họ đặt những cái mẫu đá này that had become scorching hot mà những cái màu đá này nó đã trở nên cực kỳ nóng này từ mặt trời vào trong cái sáp đấy có nghĩa là sao có nghĩa là họ vì họ không có cái cái vật để chứa những cái chất lỏng này ở trong một cái thời gian dài cho nên là họ nghĩ ra một cách đó là họ dùng đá đã được nung nóng bởi mặt trời và họ bỏ vào trong cái sáp này để mà vì cái mục đích là bảo quản cái sáp này bởi vì họ không có vật chứa mà đúng không thì nó chính là cái paraffin của cái cụ use hot cái gì đấy to heat the sáp họ dùng cái gì để mà heat the sáp Họ dùng cái gì đấy mà làm nóng cái sáp? Họ dùng rocks. Và các đáp án cho câu hỏi số 34 của chúng ta ở đây chính là rocks. Heat ở đây nó là nung nóng được chưa? Nó làm một cái gì đấy nóng lên thì nó đồng nghĩa với boil. Động từ boil có nghĩa là động từ đun nóng và nung nóng được này. Scorching hot nó có nghĩa là cực kỳ hot. Uh, ví dụ như trong IELTS speaking thì các bạn có thể dùng từ này để nói về thời tiết cũng được. Scorching hot. For example, it's scorching hot, you know, in, in, in the summer in Vietnam. Uh, nó nó cực kỳ nóng vào trong mùa hè đó thì 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 người ta có thể dùng cái cụm scorching hot tiếp theo người ta nói cái gì nè they did it until it turned into sugar và họ làm cái điều này làm điều gì họ làm cái điều nung nóng cái 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 sáp ấy, cho tới khi mà nó trở thành cái sugar cho tới khi mà nó thành đường đúng không họ cô đặc nó cho tới khi nó thành đường và sau đấy thì họ có thể dùng cái đấy để mà có thể uh, có nghĩa là làm ngọt này làm ngọt cái gì làm ngọt thức ăn của họ và thức uống của họ thì nó đồng nghĩa với cái cụm sweeten food and drink with sugar được chưa Tiếp theo người ta nói là kể từ thời điểm đấy thì improvements là những sự cải thiện đã được tạo nên đối với cái quy trình này có nghĩa là cái quy trình mà tạo ra tạo ra đường này. cái quy trình mà lưu giữ đường ấy thì sau đấy thì người ta người ta cố gắng để mà phát huy à, phát triển cái quy trình đấy và làm cho nó trở nên tốt lên tuy nhiên là sao? tuy nhiên it has changed very little overall tuy nhiên nhìn mặt về mặt chung chung ấy overall có nghĩa là về chung chung mà đúng không tuy nhiên về mặt chung chung ấy thì nó không có nhiều thay đổi Changed very little Changed very little có nghĩa là thay đổi rất ít thì mình dịch ra có nghĩa là không thay đổi nhiều được chưa đó và cái từ overall này các bạn có thấy quen không overall này chúng ta hay dùng ở trong uh, I IELTS writing task one đó có nghĩa là xét uh, về mặt chung chung nhìn về mặt tổng thể nó đồng nghĩa với in general